Thời gian qua thì hàng chục hộ dân tại xã Đắc Long, huyện Đắc Hà của tỉnh Kon Tum có đất canh tác cạnh lòng hồ thủy điện Đắc Si 6 phải chịu cảnh sạt lở và ngập úng. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay công ty cổ phần đầu tư thủy điện này vẫn chưa có phương án đền bù thiệt hại. Trong khi đó thì tình trạng sạt lở vẫn đang ngày càng nghiêm trọng. Vào thời điểm cà phê sắp được thu hoạch, hàng chục cây cà phê của gia đình ông Thành ở thôn Pa Trang lại bị ngập úng do thủy điện Đắc Si 6 tích nước. Ngoài những cây bị cuốn trôi do sạt lở đất, những cây bị ngập trong nước cũng không thể cho thu hoạch. Vụ năm nay giá cà phê đang tăng cao, khiến thiệt hại của gia đình ông càng thêm nặng nề. Bữa trước ngập lên thì nó sạt hết xuống dưới rồi, còn không được thu, không còn nhìn thấy cây. Công lao động bao nhiêu năm sản xuất cây trồng ra để vậy là có cái được cái làm sao cho nó xứng đáng cái công của người lao động người ta trồng cái cây rồi còn đất. Dọc lòng hồ thủy điện Đắc Si 6 xuất hiện nhiều vị trí ngập úng, nhấn chìm cây trồng của người dân. Nghiêm trọng hơn là tình trạng sạt lở với nhiều đoạn dài trên 100m, độ cao gần 30m tạo thành những bờ vực nguy hiểm. Tình trạng này đang đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân trong quá trình canh tác, thu hoạch nông sản. Tình trạng sạt lở này là rất ảnh hưởng rất là lớn với người dân đó. Tài sản người dân nằm trên đó, hồi cà phê này, cây chuối này, các hoa màu, các đầy đủ kiểu là bây giờ nó sạt lở, nó trôi hết về sông. Các hộ dân cũng đã có đơn gửi về xã, và xã cũng đã tổng hợp đơn gửi về yêu cầu là công ty thủy điện là sớm để giải quyết cái việc này. Thì qua đó thì công ty thủy điện cũng là có văn bản xuống làm việc với xã, rồi là ghi nhận, xác nhận những cái nội dung thiệt hại của người dân và nhận được trách nhiệm. Gần đây, công ty thủy điện Đắc Si 6 đã tích nước để thử nghiệm vận hành nhà máy. Dự kiến đến cuối tháng 11 năm 2024, thủy điện sẽ tiến hành tích nước chính thức để vận hành. Lúc này, thủy điện mới rà soát đánh giá kỹ lại toàn bộ hiện trạng sạt lở để có phương án đền bù và hỗ trợ. Theo kiến nghị đã kiểm đếm một số các cái vị trí đã sạt lở do trong quá trình tích nước và trong quá trình mưa bão và lòng hồ gây ra. Việc này thì chúng tôi đã kiểm đếm với người dân rồi, thì trong tháng sẽ cam kết để giải quyết là trong tháng 12. Còn từ nay đến 30 tháng 11 thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những cái phát sinh nếu có. Trong lúc chờ đợi phương án đền bù từ thủy điện, nhiều diện tích đất canh tác của người dân đang bị thu hẹp dần. Và ngày ngày, bà con vẫn đang phải đối mặt với nguy hiểm để tiếp tục canh tác trên mảnh đất của mình. Dự báo triều cường rằm tháng 10 âm lịch sẽ tiếp tục lên cao. Nhiều địa phương đang có những giải pháp ứng phó để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tại Bạc Liêu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn đề nghị các đơn vị chủ động các biện pháp phòng tránh, cảnh báo và di dời dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn, triển khai vận hành các cống ngăn triều chống ngập cho vùng Nam quốc lộ 1A và đảm bảo ngăn mặn an toàn. Chủ động bố trí lực lượng và phương tiện để tổ chức giao thông các đoạn tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh bị ngập nước và hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt có phương án cho học sinh tại một số địa bàn có khả năng ngập sâu được nghỉ học trong các buổi sáng của hai ngày 18 và 19 tháng 11. Những năm gần đây thì tình trạng ngập ở các đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tăng. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân một phần là do nước biển dâng, nhưng cũng có một phần là do đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đang lún dần. Nhiều giải pháp đã được các địa phương triển khai. Tại thành phố Cần Thơ, hệ thống chống ngập đã được xây dựng từ nguồn vốn vay nước ngoài. Năm nay, hệ thống chống ngập của thành phố đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều khu vực trung tâm thoát cảnh ngập lụt. Hệ thống chống ngập của gia đình bà Màu, khu vực hồ Sáng Thổi là rốn ngập của thành phố Cần Thơ, nên nhà nào cũng có cách chống ngập riêng. Chủ động nhưng suốt 5 năm qua, gia đình bà cũng như nhiều hộ dân khác phải canh tác nước mỗi đợt triều cường. Mỗi mùa là nước ngập là chú cực lắm. Nhưng giờ đã khác. Cuối năm rồi với qua một năm nay thì triều cường nó không còn lên gì nữa. Rồi cái sinh hoạt của cái người gì ở đây người ta mừng dữ lắm luôn á. Cũng mình cũng như là cũng không ngờ là được như vậy. Thiệt chính bản thân cô cũng không ngờ mình được như vậy nữa. Từ lúc mà có cống đập tới giờ là không còn ngập nữa. Trừ ra mà mấy ông vận hành nước quên thôi, không đóng là mình mới bị ảnh hưởng. Thì gọi bị ảnh hưởng một lần. Còn từ cái lúc mà nếu mà có đóng là đường xá không có ngập, cống không ngập, sông không ngập. Mưa không ngập luôn. Mưa không ngập, tại vì nó thoát, ok. Cũng như nhiều đô thị khác ở đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ luôn bị đe dọa bởi ngập lụt. Mỗi năm đỉnh triều trên sông lại càng cao, nội ô cũng bị ngập nặng nề. Các tuyến đường trung tâm như Lý Tự Trọng, Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ và khu vực hồ Sáng Thổi, hồ Bốn Sáng có thời điểm nước cao gần nửa thước.
Nhờ hệ thống vận hành từ năm ngoái, tình trạng ngập đã giảm đi nhiều. Minh chứng là đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch vừa rồi, những rốn ngập một thời đã giảm ngập. Thì cũng nhờ đảng và nhà nước cũng quan tâm đến nhân dân chúng ta, đồng bào này kia, bởi vì mới làm cho cái đập bên chợ Cái Khế đó là nó ngăn là hết. Cô rất mừng. Thì các cái con nước lớn vừa qua, đặc biệt là cái con nước gầm tháng 8 thì chúng tôi đã vận hành. Qua đó thì đảm bảo được cái mục tiêu, nghĩa là các cái khu vực hạ tầng của trung tâm thành phố là đảm bảo được không ngập. Sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân không bị ảnh hưởng bởi triều cường. Hệ thống chống ngập đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.